Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà dùng server riêng với Midjourney để chúng ta không cần phải đi tìm những cái ảnh ở trên này nữa, bởi vì là có rất nhiều người dùng ở trong các phần Nubai này, nó dẫn đến tình trạng là chúng ta tìm cái ảnh của mình rất là khó, đặc biệt những cái ảnh mà chúng ta đã làm trước đây. Đấy, thì cách đầu tiên là như này anh chị em nha. Bước 1 đó là chúng ta vào phần thêm máy chủ này. Bước 1 chúng ta phần thêm máy chủ này. Thứ hai là gì ạ? Bước 2 là chọn vào phần tạo mẫu riêng nhá. Đấy, tạo mẫu riêng này. Đấy, xong mình nhấn vào dành cho tôi và bạn bè này. Đấy, dành cho tôi và bạn bè này. Đó. À, máy chủ của Huy Tech này mình để như này hoặc là mình đổi tên của mình nhá. Nhấn tạo này. Được chưa ạ? Rồi, khi mà xong cái máy chủ của mình rồi nhá thì mình nhấn vào máy chủ của Huy Tech này, nhấn vào đây này. Được chưa ạ? Đấy, sau đó mình nhấn vào phần thư mục app này. Được không ạ? Thư mục app anh chị em nhá. Nhấn vào thư mục app này. Đấy, trong chúng ta thấy phần Midjourney ở đây, nếu mà không thấy ở đây thì chúng ta tìm kiếm ở đây nhá. Đấy, sau đó chúng ta nhấn vào xem ứng dụng này. Được chưa ạ? Sau chúng ta nhấn thêm vào máy chủ này, được không ạ? Rồi, sau đó chúng ta nhấn vào tiếp tục này. Được không ạ? Nhấn vào phê duyệt này. Được không ạ? Nhấn vào I am human này. Ok chưa? Đấy, xong rồi mình chọn cái hình nào nó giống cái hình này này. Đấy. À, có vẻ giống giống thì mình chọn vào nhá. Đấy. Ok, đã phê duyệt xong nhá. Được chưa? Rồi, phê duyệt xong thì mình nhấn gì ạ? Nhấn tắt này đi này. Được chưa? Sau đó thì bây giờ là mình bắt đầu sử dụng nhá. Sược này. Image này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Đấy. À, con Huy. Đấy. Thế như vậy là gì ạ? Là mình đã sử dụng Midjourney ở trong máy chủ riêng của mình, không chung với ai cả, cho nên anh chị em sẽ không phải đi tìm ảnh nữa.